Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Hugo Quỳnh. Hôm nay Hugo sẽ cùng các bạn tiếp tục vượt cái thử thách giới hạn hành trình gian khổ ải thứ tư trong cái series thử thách giới hạn lần này. Ải 4, ngư doanh. Thì cái này là danh chạy của con cá đó. Ngư là cá, doanh là danh chạy đó các bạn ơi. Ôi, đối thủ của mình là con hộ vệ biển Ruffin. Bong bóng. Cá me. Quái ngư. Hôm nay thì mình sẽ lặn xuống biển để mình đánh tụi nó. Yêu cầu là toàn con gì? Hero phải sống sót. À, không phải toàn bộ anh hùng các bạn. Cái này nó yêu cầu các bạn là phải có con hero sống sót. Ok. Con này nó có khả năng chữa lành cho tất cả đồng đội của mình luôn các bạn. Nhưng mà cái phòng thủ của nó thấp và các bạn phải cố gắng duy trì cái mạng sống cho nó ha. Rồi sử dụng hiện chiến bảo tố và sử dụng giả nhân. Ok. Bắt đầu. Ở cái ải này nó đã cho sẵn các bạn ba con tướng rồi, các bạn chỉ việc các bạn chọn thêm hai con thôi. Huga thì theo kinh nghiệm Huga đánh đó là Huga sẽ chọn cái con dạ ưng, cái lý do là con này nó đánh rộng, có đời để mình bảo vệ cái con hero của mình. Các bạn nói chung loại ngon nhất vẫn là con hiệp sĩ hoa hồng, tại vì hiệp sĩ hoa hồng á nó có cái nội tại hồi máu. Còn bạn nào không có hiệp sĩ hoa hồng, các bạn cũng có thể có các cái lựa chọn khác. Như mình có thể chọn thêm một con. Mình lấy con này đi. Con dạ ưng với lại con quả đen. Rồi, triển khai. Ôi, cái ải thứ nhất các bạn thấy nó rất là đông luôn nha. Nó. Trời ơi, tụi nó là cá mà nó lấy cái lưới bắt cá nó bắt người. Nghĩ sao vậy? Nghĩ sao cái lưới này là cái lưới bắt cá là để bắt tụi mày á. Rồi tụi mày đem đi, tụi mày bắt tao này. Chù cái đít vô mặt mày nè. Nó lấy cái lưới bắt tao hả? Lốc xoáy nè, xoáy nè. Xoáy tóc nóc nhà tụi nó luôn. Xoáy. Con cá người ta mà gặp lốc xoáy cái nó quay vòng vòng. Cá gì gặp lốc xoáy kìa. Đứng yên chỗ à. Thấy ghét. Chết mày nè con. Chim bay, cò bay nữa kìa. Đó, bắt đầu đông lên rồi nè. Dạ ưng, kích kêu. Đó, các bạn để ý nha. Nó đánh lén sau lưng nè. Nó đánh lén phía sau lưng con hero của mình nè. Đó, thấy chưa? Tụi nó chơi ăn gian vậy đó. Hồi máu lên hero. Đây nữa nè. Chết mày chưa con. Nghĩ sao vậy? Nghĩ sao đánh lén sau lưng nè. Chu đích vô mặt nó. Đúng rồi. Con này đánh cái ulti gì đâu mà quái vậy, chu chu cái đít ra lắc cái mông. Rồi, xong. Cái ải thứ ba. Ải thứ ba con chùm xuất hiện, chùm là con này là các bạn, chùm là con cá nè. Cá chùm mền á chứ chùm xoáy lốc xoáy mày nè. Lốc xoáy nè, con hồi máu lên hero. Nè, đánh lén sau lưng nè. Nó dạ ưng rồi, cái con quạ đen nè. Xạ tiễn đó, chết tụi mày chưa, cho tụi mày chừa nha. Bị đánh lén Higo, bị đánh lén bới người ta. Higo bị đánh lén hồi máu lên, xoáy tụi nó đúng rồi, xoáy tụi nó. Dạ ưng, quả đen hồi máu lên quả đen, kích ulti quả đen ơi, ulti quả đen đây nè, xạ tiễn bên đây nè. Chết tụi mày cho tụi mày chừa, hồi máu lên, xạ tiễn nữa. Bên nào còn đông bên này còn có. Đánh con lốc phin đi, tập trung giết con lốc phin đi, tao giết hết nè. Trời ơi, tiếp diện gì, tiếp diện liên tục vậy, tiếp diện không biết ngại gì, hồi máu lên nữa nè. Hình như cái này là bạn đánh chết nó luôn ha, gì nó mới nghỉ tiếp diện á, chứ thấy nó tiếp diện hoài đúng không nha. Hồi máu lên, giết mày nữa nè. Trời ơi, tiếp diện nữa kìa, thấy không, tiếp diện thêm hai con nữa nè. Nó tiếp diện đang, nó ám sát cái con Higo của mình đó anh em. Chết mày nè con. Hồi máu lên. Nó. Xong. Rất là nhẹ nhàng luôn nha. Ôi, Huga đã giành chiến thắng ở cái ải lần này. Lần này mình nhận được tới 2 mảnh con giả nhân các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye.